gia đi gia đình cũng là một khái niệm hết sức rộng ở Việt Nam. Thì có những gia đình mà tôi biết ấy, chỉ có 2 người cao khoảng 1m6 thôi. Và ngược lại thì cũng có những gia đình mà tôi biết có tận 4 người, mỗi người nặng tới cả tạ cơ. Thế nên thôi tôi sẽ coi bạn là một gia đình Việt Nam điển hình đi. Có 3 người này, rồi kích thước không phải lớn lắm. Thế thì lựa chọn sáng giá hiện ra trong đầu tôi lúc này là chiếc VinFast Fairview 300 triệu bạn có thể mua được Fairview bản bay đét rất là cao. Ưu điểm của chiếc này là sự chắc chắn, máy mạnh ở trong phân khúc và có một cộng đồng người dùng rất đông đảo. Đây là một điểm mà bạn hết sức phải lưu ý. Nhược điểm tất nhiên là chật chội rồi, và bản bay thì không có gì để chơi lắm, bạn phải độ thêm khá khá thứ để có cái trải nghiệm xe vui vẻ hơn. Nếu chấp nhận xuống đét kiểu sâu sâu xem nào, chắc phải cỡ 09 là 10 gì đấy, bạn có thể mua được chiếc Kia Forte, Kia Cerato về sau. Chiếc này thì đúng nghĩa gia đình hơn, rộng rãi, cho tới bây giờ thì vẫn đẹp, xe thì cũng không có gì nhiều để phàn nàn cả. Và đây là phương án mà tôi không ủng hộ lắm, vì lý do là những người mua xe lần đầu ấy thì các bạn sẽ không sẵn sàng về quỹ thời gian và cảm xúc để tiếp cận với những chiếc xe đét sâu và chăm sóc nhiều đâu. Và vẫn là với cái bài toán mà chấp nhận xuống sâu như vậy nhé, thì tôi lại khuyến nghị bạn sang một cái chiếc vui vẻ hơn, đấy là chiếc Mazda 3. Chiếc này thì tôi cho rằng ngoại hình nó thời trang hơn này, chạy vui vẻ hơn, cảm xúc chắc chắn hơn, tổng thể là vui hơn, và có vẻ là hơi khó kiếm. Một chiếc nữa, nếu mà bạn tiếp tục vẫn ở cái quanh quanh cái khu vực 09 là 10 này, thì bạn có thể mua được chiếc Daewoo Lacetti. Chiếc này thì chắc chắn hơn cả, ngoại hình nam tính nhưng mà ăn uống thì hơi dữ, và quan trọng nhất là cái mức độ lành lặn thì không được tốt bằng hai bạn kia. Xem nào, thế còn gì nữa nhỉ? Ta đi lên một chút thì các bạn sẽ có một cái lựa chọn hơi khó tìm, nhưng với tôi là lại cực kỳ sáng sủa, đó là chiếc Nissan Sunny. Chiếc này thì phải nói là nó đặc biệt rộng rãi luôn, và xe thì có gì để hỏi cả, nên bạn cũng sẽ không phải lo lắm đâu. Chắc là sẽ mua được tận đến 15, 16 gì đấy, là một lựa chọn ok đấy. Tôi nghĩ là đi gia đình rất là hợp lý. Quan trọng nữa là bây giờ Nissan họ đang trỗi dậy ở Việt Nam rồi, nên bạn tránh chiếc xe quá cũ của họ cũng không có lo lắng lắm đâu. Và cuối cùng là nếu bạn nhất định cần phải 7 chỗ thì vẫn phải là cái tên quốc dân tô tay đồ bà. Chiếc này có lẽ bạn sẽ mua được chắc 11, 12 gì đấy. Và quan trọng là nó thực sự chở được 7 người. Và xe thì chỉ có cái đầu đĩa là lo để hỏng thôi, chứ còn nó chẳng có gì để lăn tăn cả. Chiếc này cũng dễ mua đi bán lại nữa.